nóng, Việt Nam là quốc gia hiếm hoi được phép nhập cảnh vào Singapore từ ngày 8 tháng 10. Quý vị và các bạn đang theo dõi trong tin nhanh tin tức dân trí. Theo phía Singapore, Việt Nam là một trong những quốc gia hiếm hoi đã kiểm soát thành công sự lây lan của COVID-19. Vì vậy, quốc gia này đã quyết định cho phép du khách nước ta nhập cảnh trở lại. Không riêng gì các quốc gia khác, ngành du lịch Singapore cũng chịu ảnh hưởng vô cùng nặng nề từ đại dịch COVID-19. Sau quãng thời gian dài đóng băng với du khách quốc tế, ngày 8 tháng 9 vừa qua, đảo quốc Sư Tử đã chính thức dỡ bỏ các hạn chế biên giới đối với du khách từ Brunei và New Zealand. Tính đến 17 giờ ngày 30 tháng 9, 2020, Singapore đã duyệt 331 đơn nhập cảnh từ hai quốc gia này và đón thành công 136 du khách. Mới đây nhất, Singapore tiếp tục đưa ra thông báo kể từ 0 giờ ngày 8 tháng 10, 2020, quốc gia này tiếp tục mở cửa đường biên giới đối với du khách đến từ Úc, trừ bang Victoria và Việt Nam. Phía Singapore cho rằng nước ta đã có hệ thống giám sát sức khỏe cộng đồng toàn diện và kiểm soát thành công sự lây lan của dịch COVID-19. Trong 28 ngày qua, Việt Nam không có ca nhiễm mới nào trong cộng đồng, trong khi Úc, trừ bang Victoria, có tỷ lệ nhiễm trong cộng đồng là 0,02 trên 100.000. Rủi ro của các ca nhiễm trở về từ nước ngoài của hai quốc gia này là rất thấp. Theo đó, kể từ 12 giờ ngày 1 tháng 10, 2020, du khách đến Úc, trừ bang Victoria và Việt Nam có thể đăng ký thẻ thông hành đường hàng không ATB để nhập cảnh vào Singapore trong hoặc sau ngày 8 tháng 10. Người đăng ký phải tiếp tục lưu trú tại nước nhà trong vòng 14 ngày liên tiếp trước khi nhập cảnh Singapore. Du khách sẽ phải trải qua một cuộc xét nghiệm COVID-19 khi đến sân bay. Nếu kết quả âm tính, họ sẽ được phép tiếp tục các hoạt động của mình tại đảo quốc Sư Tử mà không cần thực hiện cách ly tại nhà trong vòng 14 ngày. Để bảo vệ sức khỏe cộng đồng tại Singapore, người đăng ký ATP phải tuân thủ các điều kiện di chuyển như sau. Lịch sử di chuyển, họ phải lưu trú ít nhất 14 ngày liên tiếp ở Úc, trừ bang Victoria và Việt Nam, ngay trước khi khởi hành đi Singapore. Tất cả du khách phải đến Singapore trên các chuyến bay thẳng không quá cảnh. Xét nghiệm COVID-19 sau khi nhập cảnh. Khi đến Singapore, du khách phải trải qua xét nghiệm COVID-19, phản ứng chuỗi PCR tại sân bay. Kết quả xét nghiệm sẽ được cung cấp trong vòng từ 12 đến 48 giờ. Sau khi thực hiện xét nghiệm COVID-19 PCR, du khách phải di chuyển bằng phương tiện giao thông cá nhân, taxi hoặc ô tô thuê riêng từ sân bay đến nơi đã khai báo. Đồng thời, họ phải được cách ly tại nơi ở cho đến khi kết quả xét nghiệm được xác nhận là âm tính. Cơ quan chức năng sẽ kiểm tra để đảm bảo các quy định được tuân thủ. Nếu kết quả xét nghiệm âm tính, du khách sẽ được phép tiếp tục các hoạt động của họ tại Singapore. Theo dõi liên lạc. Để tạo thuận lợi trong quá trình theo dõi liên lạc, du khách phải tải xuống ứng dụng Trace Together trên thiết bị di động và kích hoạt ứng dụng này trong suốt thời gian tại Singapore. Du khách nên tải ứng dụng trước khi khởi hành đến Singapore và không xóa ứng dụng trong ít nhất 14 ngày sau khi rời khỏi Singapore. Nếu có kết quả dương tính COVID-19 trong vòng 14 ngày sau khi rời Singapore, du khách sẽ phải tải dữ liệu trong ứng dụng lên theo yêu cầu của Bộ Y tế Singapore. Phí y tế, du khách phải chịu trách nhiệm về các hóa đơn y tế liên quan đến COVID-19 khi ở Singapore, bao gồm các chi phí liên quan đến xét nghiệm và cách ly đối với du khách vì lý do sức khỏe cộng đồng nếu họ bị nghi ngờ nhiễm COVID-19 cũng như điều trị y tế đối với COVID-19. Du khách có thể đăng ký ATP một lần hoàn toàn miễn phí trong khoảng thời gian từ 7 đến 30 ngày trước lịch trình nhập cảnh vào Singapore dự kiến. Du khách có thể tìm hiểu thêm chi tiết về các điều kiện của ATP, các yêu cầu và quy trình đăng ký cũng như các câu hỏi thường gặp tại website www.safetravel.ica.gov.sg. Đó là những thông tin đáng chú ý trong ngày. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Còn bây giờ, hẹn gặp lại ở những video kế tiếp.